Chào anh Bùi Tấn nhé. Và phát anh Bùi Tấn nhìn thấy luôn. Em Lê Hương ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Em chào anh Sơn ạ. Để em ghim số điện thoại lên đây này. Các anh vào xem buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương thì mỗi anh cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ trên trang cá nhân và hội nhóm giúp em Lê Hương ạ. Em chào anh Tạ Duy này. Hải Dương vừa oi vừa bức, khó chịu quá. Nóng. Khách xem xe cũng kêu lắm. Hôm nay thì em về thêm rất là nhiều xe, đặc biệt là bán tải nhá. Bán tải ngày hôm nay em về thêm rất là nhiều. Sau mỗi một mùa SEA Games thì hậu SEA Games thì em về thêm rất là nhiều bán tải này. Em chào anh Tuấn Hùng này. Em chào anh Nguyễn Duy Anh này. Các anh vào xem buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương thì cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ trên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Em chào anh Nguyễn Trung Dũng nhé. Ôi oi quá, thời tiết Hải Dương rất là sợ luôn. Chia sẻ lên giúp em ạ. Những lượt chia sẻ là hoàn toàn miễn phí thôi. Để em lấy động lực nào. Xả cắt lỗ ngày hôm nay về thêm rất là nhiều mẫu xe này, cũng như là xả lỗ cho mình rất là nhiều đầu xe. Cứ 2-3 tuần mà không bán được phát là em cắt hết, xả hết luôn. Chia sẻ lên hội em nào. Để em ghim số thôi. Em chào bác Lê Trung Hiếu này. Em cứ để mộc thế này nhìn xinh hơn anh ơi. Nó chỉ lắng thôi anh ạ. Lắng lắm. Hải Dương bên em nó lắng cái kiểu khác, các tỉnh khác lắng, chỉ cần ra lắng một chút thôi là đen lắm. 28 Hòa Bình, dạ em chào anh nhá. Chúc anh một buổi trưa này, một tuần làm việc thật là hiệu quả, năng lượng này, cũng như là một bữa cơm với gia đình thật là vui vẻ này. Chào anh Hà Tùng này, chia sẻ lên giúp em ạ. Hôm nay em về rất là nhiều xe. Để em chia sẻ lên mấy cái hội nhóm là các bác bỏ giờ này không thấy Lê Hương chia sẻ lên hội nhóm. Em sẽ chia sẻ luôn lên hội nhóm này. Em chào anh Vân Khương này. Chào anh Vũ Đức Thanh đúng không ạ? Em xin phép được quay sang cam sau ạ. Em chào anh Văn Chỉnh nhá. Quay sang cam sau rồi em đi dạo một vòng. Rồi em sẽ đi báo giá đấy ạ. Nắng thì đã có lón, đúng rồi anh ơi. Một cái lón mà phải đi trong quốc suốt cuộc hành trình báo giá của em Lê Hương. Không có lón là không làm việc được. Vừa lắng vừa say nắng luôn anh ạ. Đây em về thêm một em Morning siêu bán tải này. Đăng ký 2 chỗ ngồi, giá thì có hơn 200 một chút này. Em Morning siêu bán tải đấy ạ. Chào anh Hoàng Văn Hùng này, chào anh Đinh Hiếu, chào bác Đinh Hiếu này. Morning siêu bán tải đây. Đăng ký 2 chỗ ngồi. Nước sơn màu cực đẹp luôn, màu rất là lạ này. Một em Hyundai i10 nữa đây. Chào bác sĩ Lý, chào bác Nguyễn Văn 10 này. Em này thì có khách cọc tiền rồi. Cọc tiền rồi các bác ơi. Chia sẻ hỏi em lên nào. Morning số tự động đời 2014 này. Hôm nay không thấy ong bắp cày. Hôm qua em đang live stream mà nó cứ ù ù trên đầu. Em tưởng ong thật anh ạ. Chạy tué khói ra. Morning số tự động này hơn 200 triệu này, em sẽ đi tham khảo một chút cho các bác xem, rồi em sẽ đi lần lượt báo giá từ đâu đến đâu này. Một em Morning số sàn nữa đây. Một em Kia Morning số sàn với nước sơn màu vàng zin cực đẹp cho em này. Lên cho em bộ la răng rồi, khách bảo là anh không thích la răng sắt, em lên luôn bộ la răng thể thao luôn. Phanh ABS, nước sơn màu vàng zin biển 36, cam lùi, cam hành trình. Màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi. Giá chào bán chỉ có 228 triệu. Đời 2017, động cơ là 1.2 cho em, 1.25. Cam hành trình có này, màn hình giải trí có này, ghế da này đẹp căng. Đi cái dòng này để ăn xe, ăn xăng như là ngửi thôi. Ăn xăng như là ngửi thôi, động cơ máy móc thì như chó thở. Các bác hay thường theo là em này như chó thở, rất là nhẹ luôn. Số máy cực êm này. Còn ở đây thì em có cho mình một chiếc Vios này. Vios bản này là bản lâng nhá, không phải là bản e xịn mà bản là lâng lên thành e. Nó cũng gọi, nếu mà có thể gọi là e rồi, lâng hết lên rồi nhá các bác này.
Vios biển 38, 178 triệu thôi. Nước sơn màu đen, có đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, cam hành trình đầy đủ luôn. Ghế da thì cực đẹp luôn, 178 triệu cho chiếc xe Vios đời 2008 ạ. Vios rất là đẹp luôn ạ, biển 38. Cam hành trình có, cam lùi có ạ, màn hình giải trí có ạ. Có luôn cả đề lỗ thông minh start top, nước sơn màu đen đẹp. Ở đây thì em về thêm cho mình một chiếc xe Ford Ranger bán tải biển thủ đô đấy ạ. Với nước sơn màu bạc đẹp, Ford Ranger 415 triệu. Đời 2013, bản này là bản nhập khẩu. Số sàn 2 cầu cho em, động cơ là 2.2. Đi 2 cầu số sàn thì các bác có thể đi rất là êm xe nhé. Màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi. Bán tải 2 cầu số sàn 415 triệu này. Ở bên đây thì cũng có thêm một em Ford Ranger bán tải biển 34 này, 440 triệu. Rất là nhiều bán tải luôn các bác ạ. Một chiếc bán tải Ford Ranger đời 2014. Đây, đời 2014. Số sàn 2 cầu. Dạ, 1 cầu số tự động. À, em xin lỗi nhé, số sàn này. 2 cầu đời 2014, động cơ là 2.2. Đề lỗ thông minh start top đầy đủ này, màn hình Bilotic này. Xe thì cực chất cực đẹp cho em. Không đâm xô này, không ngập nước này, màn hình giải trí có rồi, cam hành trình có. Đầy đủ không thiếu một cái gì. Xpander hả anh? Anh Linh hỏi Xpander, Xpander cháy hàng rồi anh ơi. Về được hai chiếc đời 2019, màu bạc và màu trắng là làm dâu Nghệ An và làm dâu Quảng Ninh rồi, cháy hàng rồi. Bán tải Ford Ranger đây ạ, 440 triệu đời 2014, số sàn 1 cầu máy dầu cho em. Tiếp theo bên đây thì em lại có cho mình, em xin phép được lên sóng một chút bán tải này, vì bán tải về rất là nhiều. Một chiếc bán tải Ford Ranger nữa đây ạ, em này thì mới về này, giá thì hơn 800 một chút này. Bác Gia Hân bảo là nhiều xe đẹp, cảm ơn bác Gia Hân này. Chiếc bán tải này là 845 triệu, đời 2017, số tự động. Bản này là bản 3.2, 2 cầu cho em. Đời 2017 đây các bác này. Màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm chân vô lăng. 845 triệu, đời 2017, 2 cầu, bản nhập Thái, số tự động. Bản này là bản 3.2 nhá, một con voi đến từ Thái đây ạ. Quay chắc 3.2. Vừa đi gia đình vừa đi công trường. Dạ em chào anh Giang Vũ này. Biển 14 này, cảm biến va chạm phía trước, nước sơn màu trắng gọi là đẹp thôi rồi. Rất là đẹp luôn ạ. Đèn bi sa lông này, đèn gầm này, cảm biến va chạm, cam hành trình, cam lùi đầy đủ cho em luôn. 845 triệu, quay chắc 3.2. 2 cầu số tự động, đời 2017, bản nhập Thái đây. Em chào anh Quang Mạnh nhé. Đây ạ, Ford Ranger qua chắc 845 triệu, bản này là bản 3.2 này. 8 mắt cảm biến va chạm trước và sau xe. Trên dưới đều có cảm biến này, cam lùi, cam hành trình, đầy đủ cho em. Em xin phép được quay em bán tải này kỹ một chút, vì sáng nay có khách hỏi xe bán tải này. Qua chắc để mai các bác ấy về xem xe. Các bác nhìn cho em này, xe cực chất cho em luôn. Độc riêng cái phần điều khiển bên cụm đèn pha các bác nhìn này. Cụm đèn này, thiết kế này. Xe đẹp quá em ơi, cảm ơn anh Quang Mạnh này. Chào anh Cường Móm, chào anh Lam Nguyễn này, chào em Hương nhé. Lắng quá em ạ, vâng hơi lắng một chút anh ạ. Hải Dương em thì lúc nào cũng trong thời tiết oi ả, lắng bức này. Đây các bác nhìn này, một chiếc bán tải này có rất là nhiều chế độ option này. Hỗ trợ chân trượt, hỗ trợ đổ đèo, khóa cầu vi sai, cũng như là tắt bật cảm biến đầy đủ cho em. Điều hòa và hệ thống này là auto hết cho em nhé. Đấy, khóa cầu vi sai luôn, căn làn đường nữa luôn. Rất là nhiều option luôn các bác nhìn cho em này. Hai cầu hát này, hai cầu điện, hai cầu leo đầy đủ cho em. 845 triệu. Ghế chỉnh điện cho em đầy đủ ạ. 2017, 34 Hải Dương. Chào em Hương và anh em mọi miền tổ quốc. Chào bác Giang Hân nhé. Dạ em chào anh Cường Móm này. Tiếp theo ở đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Hyundai Accent. Thích Innova 8 chỗ ngồi mà chưa đủ tiền em ơi. 8 chỗ ngồi thì bây giờ có 275 triệu số sàn, 330 triệu số tự động. Nói chung là xe 7 chỗ ngồi Innova cũng phải trên 200 thì mới mua được anh ạ. Nên là cố gắng lên một chút anh ơi.
em chào bác Hữu Caro này. Các bác nào chia sẻ hộ em Hương lên nào. Để em Hương nói chuyện bần bình như này em buồn lắm. Các bác chia sẻ hộ em lên nào. Một nút chia sẻ là giảm 10 triệu rồi. 10 nút là một nút là 1 triệu, 10 nút là 10 triệu. Thành ý như thế rồi, đến đây mà còn tặng thêm cho bình xăng, phun bình xăng nữa về có phải là sướng không ạ? Một chiếc xe Accent đời 2014 bản nhập khẩu 1.4. Giá chào bán chỉ có 345 triệu. Lên cho em này màn hình giải trí này, túi khí an toàn đầy đủ nhá, ghế da hai màu đen và đỏ cực chất cho em luôn. Có tổ hợp phím bấm trên vô lăng này, màn hình to đùng rồi. 345 triệu. Xin nhan trên gương la răng thể thao đẹp rồi. Bốn bánh đều là phanh ABS chống bó cứng này. 345 triệu đời 2014 cho chiếc xe Hyundai Accent. Có giải đèn LED định vị ban ngày này, đèn bi salon có rồi, đèn gầm đầy đủ, về chỉ việc đổ xăng. Tặng luôn cho các bác một bình xăng phun tiền, cộng thêm một chỉ vàng về tặng bà xã luôn. Chia sẻ lên giúp em nào. Ở đây thì em có cho mình một chiếc Vios. Vios đời 2011 số sàn màu vàng cát đẹp cho em. Động cơ là 1.5. Giá chào bán chỉ có hơn 200 triệu là 215 triệu. 215 triệu cho một em Vios đây ạ. Màu vàng cát rất là đẹp. Nhiều xe đẹp mà chưa đủ kinh tế, chưa đủ tài khoản để ra được em ạ. 66 triệu cũng mua được ô tô anh Nam ạ. Rất là nhiều xe hợp lý giá rẻ luôn, hơn 100 triệu cũng có luôn. Thấp nhất là có 66 triệu anh nhé. Vios 215 triệu. Đây lại về thêm một em xe i10. Các bác nhìn xem xe này. Nissan bán tải ạ. Nissan bán tải hôm nay thì thợ nhà em lại đi chiếc xe đấy để đi bắt một chiếc xe khác rồi anh ơi. Làm xe công vụ đi bắt rồi. Vì em đấy là ăn ít dầu, bán tải máy dầu đấy nên là ăn ít dầu nên là làm xe công vụ rồi. Còn khách đang xem bán tải nữa các bác nhìn này. Đấy, anh chị khách này đang chốt bán tải cho cả vợ đi luôn để mua bán tải bên em đây. Đang nhờ em Innova, Innova đợi em một chút ạ. Bán tải này các bác nhìn này, cứ chần chừ là không còn xe đẹp đâu ạ. Cọc luôn. Cọc. Các bác nhìn đây, cọc luôn một chiếc xe Ford Ranger 440 triệu. 440 triệu đời 2014 cọc rồi. Dẫn vợ cả đi cọc vợ hai. Bên đây thì Innova đây nha anh ơi, anh Hữu ơi. Một chiếc Innova số sàn 2.0 bản lắp ráp này. Bản này là bản G đẹp cho em, đời 2010, giá chào bán 275 triệu. 275 triệu, màn hình giải trí đầy đủ rồi. Màn hình san tách xịn luôn cho các bác này. Ghế da các bác nhìn sạch sẽ chưa? Bác chủ cũ cực kỳ cẩn thận và kỹ tính thì mới giữ được em xe mà đẹp như thế này. Đây, quay cho các bác từng phần keo chỉ này. Bình thường thì livestream em không quay kỹ được bằng bài review. Nên là các bác cứ vào trong fanpage của em Lê Hương Ô Tô Hải Dương xem những bài mà em Hương review ạ. Thì em sẽ quay kỹ nhất này, từng con ốc, từng lắp cabo hay lắp cốp này, hay là hàng ghế thứ hai, thứ ba em đều quay hết rất kỹ hơn ở trên livestream. Trên livestream thì em chỉ có thể quay qua và báo giá thôi, xe có những cái gì, cam kết gì. Bán tải đây. Đấy, mở cửa phát là có đèn định vị ban ngày luôn chị Hương Hà này. Đấy, bán tải Ford Ranger đây ạ. Đấy. Bán tải Ford Ranger đây chị ơi, biển 34. Chào bác Sơn Cường này. 440 triệu nhập Thái. Máy dầu cho em, số sàn máy dầu, màn hình giải trí rồi. Nhưng mà cọc rồi chị Hương Hà ơi. Có bán tải 845 triệu nữa này. Và ở đây thì có một chiếc bán tải cao cao phần này. 415 triệu cũng cùng đời với chị, cũng cùng dòng với chiếc xe này. Chị Hương Hà để lại số điện thoại cho em thì em sẽ tư vấn cho mình một dòng xe bán tải phù hợp với điều kiện gia đình nhà mình nhé. Mức kinh tế nhà mình phù hợp luôn. Ở đây thì em có cho mình một chiếc xe Hyundai i10 bản sedan 2 đầu. Lên cho em màn hình OLED này. Tổ hợp phím bấm này. Chiếc này em đang bán là 238 triệu đời 2017 ạ. Hợp với những bác nào mà đi gia đình này, đi dịch vụ này, cũng như là làm dịch vụ hoa cưới hỏi cho em nhé. 238 triệu cho chiếc xe Hyundai i10 bản sedan đẹp đấy ạ. Ở đây thì tiếp tục về thêm một chiếc xe Vios nữa. Rất là nhiều Vios luôn.
mạng lag rồi anh, hay em quay nhanh quá. Mình muốn mua con 440 triệu này. Em xin phép dừng lại 30 giây để quay cho chị Hương Hà con 440 triệu này. Số điện thoại em đã ghi ở dưới màn hình rồi. Kết nối Zalo cho em ngay chị Hương Hà nhé. Trước khi còn quá muộn. Trước khi còn quá muộn này. 440 triệu đời 2014 bản nhập Thái. Bản này là bản 2.2 máy dầu. Bản này 2.2 máy dầu. Cam 360 đầy đủ cho em này. Màn hình giải trí này, đề lỗ thông minh này. Có luôn cả cho em là giải LED định vị, cam hành trình, cam lùi, cảm biến va chạm, đầy đủ cho em. Số điện thoại em ghi dưới màn hình rồi, 0354602790. Vừa rồi thì em đã nhận cọc chiếc bán tải 440 triệu này là cọc 50 triệu này. 50 triệu tiền cọc này bác Hương Hà này. Bác Hương Hà cọc 100 triệu này thì là xe sẽ là của bác. Chứ còn khách đến Alisan về rồi. Anh Mạnh còn ở đây không ạ? Một em bán tải Nissan số tự động đây ạ. Về rồi, về rồi. Con này em đang có khách chị Hương Hà ơi. Làm việc trực tiếp với em đi ạ. Xe đã về đây, một em Nissan số tự động đời 2018 này. Giá chào bán 550 triệu. Chị Hương Hà ơi, kết nối Zalo trực tiếp cho em ngay bây giờ. Trước khi còn quá muộn ạ. Kết nối Zalo cho em ngay bây giờ. Chào bác Sim Vũ nhá. Đây nhá anh Mạnh này, Nissan Navara 550 triệu đời 2018, bản nhập khẩu số tự động. Bản này là 2.5. Nissan Navara màu xanh. Ôi tự dưng nắng quá. Nissan Navara đây ạ. 550 triệu đời 2018, số tự động đẹp. Rồi các bác nhìn nước xanh là nước sơn màu xanh này, phong thủy của bác nào hợp màu xanh nào. Nhìn thấy rồi em, vâng. Đấy khách ạ, thợ vừa mới đi về anh ạ, thợ vừa đi bắt xe về nhưng mà chắc là không làm được việc rồi. Bây giờ mua xe của dân cũng mệt lắm luôn. Các bác tả nhưng mà cũng không đúng sự thật. Đến kiểm tra lỗi tè loe ra không mua được xe luôn. Để kiểm tra mà mua được một chiếc xe đẹp bọn em phải qua chọn lọc rất là nhiều. Ôi cái xe mát quá. Vừa đi về điều hòa mát quá. Điều hòa lóng lạnh là hai vùng cho em này. Các bác nhìn cho em đây, Nissan Navara 550 triệu đời 2018 2.5. Máy dầu, màn hình giải trí đầy đủ rồi. Nói chung là xe đẹp là chốt rất là nhanh. Nên bác nào yêu thích này, chốt luôn cho em. Chốt luôn cho em đi ạ. Nissan Navara biển thủ đô đây ạ. Nước sơn màu xanh, cam hành trình, cam lùi đầy đủ nhá. 550 triệu Nissan Navara. Ồ em xin phép được đi vào bên trong đây một chút. À hôm nay thì em lại về thêm được một em sờ bắc nhá. Một em sờ bắc nhưng mà là số tự động này. Biển thủ đô đây. Vừa mới về thôi. Đang bấm bán là hơn 200 triệu một chút thôi. Chiều em sẽ lên video chi tiết sờ bắc số tự động này. Ở đây thì em có cho mình một chiếc xe i10 đời 2014. Bản này là bản nhập khẩu số... À, bản này là bản nhập khẩu đúng rồi. Số sàn 195 triệu cho chiếc xe Hyundai i10. 195 triệu. Có xe Hyundai i10 nhập khẩu đi. Ăn xăng cực ít luôn. Máy số thì nghe rất là êm luôn. La răng thể thao đẹp rồi. Đây là những bác nào mà thích i10 nhập khẩu nhá. Thân vỏ này chắc chắn này, đi thì tiết kiệm cho em 195 triệu. Lancetti EX. Nhưng mà con này là bản máy to nhá. Máy to đi rất là khỏe và siêu tiết kiệm cho em này. 150 triệu có Lancetti EX đi này. 150 triệu này. Ở đây thì em có một chiếc xe Vios màu trắng này. Giá chỉ có 201 thôi. 210 triệu cho một chiếc xe Vios màu trắng. Màn hình giải trí cỡ vừa. Ghế da đẹp căng luôn. Nước sơn thì màu trắng đẹp nhá. 210 triệu đồng đời 2011 Vios màu trắng đây ạ. Ôi lắng quá. Bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Captiva. Captiva với nước sơn màu bạc. 1 chiếc Captiva đây ạ. Xe thì đẹp căng luôn đấy, các bác nhìn cho em này, Captiva. Giá chỉ có 228 triệu đời 2007 đây.
xe 7 chỗ ngồi số tự động đẹp cho những bác nào thích xe 7 chỗ gầm cao mà số tự động đấy ạ. 7 chỗ ngồi số tự động, màn hình giải trí to như cái tivi nhà em luôn. Túi khí an toàn đầy đủ này, ghế da thì đẹp căng, thảm này sạch sẽ luôn, máy số ngon, không đâm xô, không ngập nước. Không đâm xô và không ngập nước nhé các bác này. 228 triệu đời 2007. Một chiếc Captiva số tự động 7 chỗ ngồi đẹp chưa ạ? 228 triệu. Đằng sau chiếc 228 triệu thì em có một chiếc Sorento 380 triệu này. 380 triệu cũng là 7 chỗ ngồi số tự động nhưng mà lướt sơn màu đen. Đời 2009 này, trang bị động cơ là 2.4 nhé. Rất là nhiều khách hàng đang quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em, comment tên xe lên đây. Em chào bác Phạm Đình Nhiệm này, bác Hiền Nương, bác Việt Dương, bác Hà Trường này, bác Võ Thành Hải Đăng và bác Phùng Bố Tóc ạ. Em không rõ đọc tên. Các bác xem của em là mạng ổn định chưa ạ? Em thấy mạng ok mà anh Nam ơi. Sorento 380 triệu, tổ hợp phím bấm trên vô lăng đầy đủ cho em này. Sấy sửa kính đầy đủ rồi. 380 triệu, 7 chỗ ngồi, số tự động lướt sơn màu đen. Xe đẹp quá này. Quay chi tiết Vios 2011 ạ. 2011 màu trắng hay màu vàng cát rồi anh? Đây ạ. Vios 2011 đây. Không, em đang dùng 4G anh nhớ. Wi-Fi tầm giờ là không bắt được sóng. Em phải dùng 4G đấy. Vios 2011 nước sơn màu trắng đẹp này. 210 triệu đồng nhưng mà ốp hết mạ chrome cao cấp trên tay nắm cửa cho em này. La răng đây. La răng thể thao đẹp luôn. Ghế da đẹp căng luôn. Ghế chắc là em quay nhanh quá này. Ghế da này đẹp căng. Màn hình giải trí cỡ vừa này. Các bác nhìn này, lên bộ ghế da thể thao siêu chất chưa ạ? Giá chỉ có 210 triệu đồng cho những bác nào yêu thích chiếc xe Vios này. Số điện thoại em đã ghim dưới màn hình rồi. Đời 2011 mà chỉ có 210 triệu đây ạ. Lước sơn màu trắng này. Vios đây, 210 triệu nhá. Em chào anh Nguyễn Cảnh này. Chiếc Spark tập lái, à chiếc Spark số tự động này thì em phải cho đi dọn rửa một chút rồi vì hơi bẩn. Cho thợ đánh đi dọn rồi. Đây ạ, 210 triệu cho chiếc Vios đời 2011 anh Lê Ngọc Hòa nhá. Kết nối số điện thoại cho em ạ. Em sẽ gửi cho mình hình ảnh chi tiết nhất về xe, về động cơ, máy móc và nội thất. Chào bác Ma Công Hiển này, chào bác Lương Lam này, chào bác Nguyễn Cảnh này. Chia sẻ lên nội em nào, quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em nhé. Vios đây, 210 triệu đồng. Ở bên đây thì có i10 nhập khẩu 195 triệu, một đầu màu trắng 2014 này. Ở bên đây thì em lại có cho mình một chiếc Kia Morning đời 2016 số sàn, giá chỉ có 215 triệu thôi ạ. 215 triệu lước sơn là màu vàng zin cho em nhé. Đời 2016 này. Trang bị động cơ là 1.25. 125 đây, giải ở 215 triệu này. Màn hình OLED, ghế da đẹp, phím bấm trên vô lăng màu vàng zin, lên la răng thể thao đẹp rồi. Xe này rất là đẹp luôn, chỉ cần khách hàng ưng ý thôi, chốt cọc cho em là về làm dâu luôn. Ship thì cứ để em lo nhé. Em chào bác La Bùi này. Bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Zoti, Zoti T600 đời 2016. Bản này là bản nhập, nhập Make in China cho em. Ông Hoàng Công Nghệ đây sản xuất ra một được chiếc xe là chỉ phù hợp với giám đốc này. Với giám đốc và các ban lãnh đạo, các ban ngành các bác nhé. Nhìn xe rất là chất luôn. Đèn bi salon, giải led định vị ban ngày. Một bầu trời công nghệ hội tụ hết vào em Zoti này. 320 triệu cho một em siêu phẩm bầu trời công nghệ luôn. Tất cả những siêu xe hạng sang. Một bầu trời công nghệ, em các siêu xe kia có gì thì em này đều có đầy đủ cho em nhé. Giá chỉ có 320 triệu. 320 triệu cảm biến va chạm quanh xe cho em. Một bầu trời công nghệ luôn ạ, Zoti 320 triệu. Tiếp theo bên đây thì em có cho mình một chiếc xe i10 bản đủ này. i10 bản đủ đời 2014, bản nhập khẩu.
giá chỉ có 225 triệu thôi ạ. Đời 2014 bản đồ đây. Đây bản đồ sẽ có gì? Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này, la răng này, thể thao này, xin nhan trên gương đầy đủ cho em, túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, ghế da thì đẹp căng rồi. 225 triệu. Em chào bác Vũ Minh Khanh này, chào bác Oanh Lê, chào bác Lê Văn Toán nhé, chào bác Bùi Thiện. Các bác chia sẻ của em nào, vừa rồi mạng nó hơi bị trục trặc một chút này. Ở đây thì em có cho mình một siêu phẩm này, một chiếc Tucson máy dầu 2 cầu số tự động đây ạ. Ở đây bác nào thích Tucson thì em có cho mình một chiếc Tucson đây ạ, số tự động 2 cầu máy dầu, giải đèn led định vị ban ngày, đèn bi salon siêu to siêu sáng luôn, đèn gầm đầy đủ nhá. Giá chào bán của chiếc Tucson máy dầu đời 2010 là 535 triệu. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Nói chung là em này zin hết toàn xe cho em. Ghế da zin, số máy zin. Sấy sưởi kính này, có cả sấy sưởi ghế luôn. Điều hòa auto, động cơ là Ecotec. Chống trơn trượt, đè lổ thông minh có rồi. Cam hành trình, cam lùi cũng có luôn ạ. Tucson 535 triệu đời 2010. Số tự động 2 cầu máy dầu cho em. Nước sơn thì màu đen đẹp này. Chào cái gì Phạm Trung Hiếu này, chào bác Lê Văn Sáu nhá. Chào bác Lê Văn Toán nào, chia sẻ em nào. Tucson 535 triệu đời 2010, số tự động 2 cầu máy dầu cho em. Không có tiền mua xe nhưng luôn theo dõi và chia sẻ cho người đẹp. Dạ em cảm ơn anh Trình Bùi nhá. Chia sẻ hộ em lên đây các trang cá nhân và hộ nhóm là em đã yêu thương rồi. Chỉ cần đợi bác báo là Hương ơi anh muốn mua chiếc xe này thì giá của bác Trình Bùi nó sẽ phải là giá yêu thương luôn ạ. Vì luôn theo dõi và quan tâm và ủng hộ em trong tất cả những buổi báo giá livestream ạ. Chào bác Nguyễn Thành Lương này, chào bác Sương Phong, chào bác Tô Hoài nhá. Tucson 535 triệu, máy dầu 2 cầu số tự động đây. Full option, full đồ chơi cho em. Zin toàn bộ xe luôn, đời 2010, xe giám đốc đi cực kỳ giữ xe này. Ở đây thì em lại về thêm được một siêu phẩm CDX. CDX đời 2009 bản nhập khẩu ạ. Bản nhập khẩu giá chỉ có 238 triệu. CDX nhập khẩu sẽ có gì? Số tự động sẽ có cho em là la răng thể thao dạng phay, phanh ABS bó cứng đầy đủ có 4 bánh này. Nhập khẩu đề lổ thông minh là chắc chắn rồi. Đề lổ thông minh, màn hình giải trí đẹp luôn. Và bản này sẽ có cửa lóc cho em nhé, ghế da zin. CDX ạ, order chuẩn là 11 vạn. CDX nhập khẩu 2009 này. 238 triệu. Đề lổ thông minh, màn hình giải trí, túi khí an toàn và cửa lóc đầy đủ cho em rồi. Spec tập lái cũng như là một chiếc xe siêu phẩm bán tải đây, bán tải gọi là siêu bán tải đi. Đăng ký 2 chỗ ngồi, giá chào bán chỉ có 85 triệu thôi ạ. Spec tập lái cho mình này. CDX 238 triệu này. Ở đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Lacetti. Lacetti đời 2009, giá chỉ có 193 triệu. Bản này là bản nhập khẩu cho em này, 193 triệu nhé. Chào bác Sương Phong, bác Thọ Quang này, bác Cương Bùi và bác Thắng Đỗ này, chia sẻ của em Lê Hương này nè. Ở đây thì em có cho mình một chiếc xe Kia Morning, một chiếc xe Hyundai i10. i10 đời 2014, bản này là bản nhập Ấn Độ nhé. Trang bị động cơ là 1.4, giá chỉ có 295 triệu. 2014 số tự động, full hết rồi, full kịch cho em rồi, không thiếu một cái gì. Cảm biến này, xi nhan trên gương này, nút mở thông minh trên cánh cửa này, la răng thể thao, phanh ABS đầy đủ luôn. Và bên trong nội thất thì có đề lỗ thông minh, màn hình giải trí luôn, ghế da đẹp, em để bên ngoài em khóa cửa rồi ạ. i10 295 triệu số tự động đời 2020. Anh đối đi kiểm tra xem. Mạng nó bị đơ không vào được ấy. Thôi rồi. Ở đây thì em lại có tiếp tục cho mình một chiếc xe CDX nữa đây. Vừa rồi mạng của em thì nó hơi bị trục trặc một chút này. CDX đời 2010, đăng ký là 2011, bản nhập khẩu số tự động đây ạ. Giá thì cũng chỉ có 260 triệu. Trang bị động cơ 1.6 này. Ghế da zin 2 màu, màn hình giải trí, đề lỗ thông minh đầy đủ cho em này. Cửa lóc có rồi.
260 triệu. Em chào anh Đình Biên ạ. Vâng, các anh xem một em xem là mạng kết nối ổn định chưa. Em không hiểu lý do gì mà bật wifi thì mạng cũng yếu, bật 3G thì mạng cũng yếu, không hiểu làm sao luôn. CDX đây ạ, CDX đời 2010, đăng ký là 2011 nhá. Nhập khẩu 1.6 AT đây, 260 triệu. Em chào anh Đỗ LT này, chào anh Thanh Phan này. Bên đây thì em có cho mình một chiếc Avel mà sáng nay thì em lên hình, rất là nhiều khách hàng quan tâm. Avel đời 2017, số sàn, trang bị động cơ chỉ có 1.4 thôi ạ. Giá chào bán là 245 triệu. Form dáng rất là cao, cao hơn cho những cái dòng khác này. Đèn halogen này, đèn gầm đầy đủ luôn. Avel 245 triệu. Nước sơn thì màu trắng đẹp, cam kết không đâm xô và không ngập nước đấy ạ. Túi khí an toàn này, gương kính này, cụp chỉnh auto tự động cho em, ghế da zin đẹp căng luôn ạ. Avel 245 triệu đời 2017 nhá. Nhiều xe đẹp, dạ em cảm ơn anh Đỗ LT này. Bên đây thì em có cho mình một chiếc Captiva đời 2007 với lốp sơn màu vàng cát đẹp này. Captiva là động cơ là 2.4, số sàn xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Giá chào bán chỉ có 210 triệu thôi. Các bác nhìn này, một em xe 210 triệu đồng. Mà form dáng nội thất máy móc cực yêu luôn. Cam hành trình có, màn hình có, mà có cả hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo. Gương kính thì cụp chỉnh auto cho em, la răng thể thao, phanh rất là to luôn. Phanh lốp rất là to luôn ạ, 210 triệu thôi ạ. Em bảo chào anh Chí Thanh nhé, chào anh Văn Huy này. Ở đây thì em có cho mình một chiếc xe i10 bản nhập khẩu, số sàn. i10 màu trắng đây, 235 triệu, màu trắng đẹp đây, biển 34, các bác nhìn biển giúp em nào. Biển 34 này, 338 đây ạ. i10 235 triệu đời 2016 nhập khẩu, số sàn đây. Trang bị động cơ là 1.0. Anh em nó tổng bị mất mạng rồi. Tối phải xem lại cái này xem nào. La răng thể thao đẹp này cho bác này. Em chào anh Thành Roy. Thành Roy, chia sẻ lên giúp em ạ. i10 số sàn, ghế da hai màu rất là đẹp, toàn bị mất mạng thôi anh ạ. 235 triệu nhập khẩu đây ạ. Nước sơn màu trắng đẹp. Chào bác An Bùi nhé. Hả? 3G cũng mất wifi cũng mất luôn. Hả? 3G bị mất rồi lại chuyển sang wifi chứ. Nói thế thì nói em gì. Em chào anh Dương Kết nhá. Em đang hơi bực bội vì mạng nó cứ chập chạ chập chờn luôn. Đây các bác nhìn cho em này, một em siêu phẩm, một em siêu phẩm mà VinFast Fadin đời 2019 ạ. VinFast Fadin đời 2019 này. Đây là một em xe cũng là hậu của SEA Games. Xe này rất là đẹp luôn, đời 2019, số tự động luôn. Bao test hãng cho tất cả khách hàng nhà mình này. Bao test hãng này, Euro chạy chuẩn chỉ có hơn 3 vạn một chút thôi ạ. 3 vạn. Đời 2019, số tự động. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ cho em nhé. Xe này nhỏ gọn cực xinh luôn. La răng thể thao đẹp ạ. La răng thể thao đẹp đây ạ. Farin đời 2019, 345 triệu. Xe chất lừ luôn ạ. Lại tiếp tục CDX, rất là nhiều CDX cho khách hàng nhà mình lựa chọn này. Một chiếc CDX đời 2009 nhập khẩu, số tự động, 238 triệu, động cơ là 1.6 nhá, nhập khẩu đời 2009 ạ. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí này, có túi khí an toàn. Cửa lóc đầy đủ cho em, 238 triệu. Farin là 345 triệu đời 2019 ạ. Còn ở đây thì có cho mình một chiếc xe tập lái 66 triệu thôi ạ. Tập lái này chỉ có 66 triệu thôi. Matiz tập lái đây. Em chào anh Huân này, chào anh Minh lại. Các anh xem hội em xem mạng là ổn định chưa ạ? Mạng rất là chập chờn luôn. Và bên đây thì em hôm qua em cũng lên video về chiếc xe Kia Morning bản Sport đây. Rất là nhiều khách hàng quan tâm thì em lại quay cho mình xem này. Kia Morning bản Sport 145 triệu. 145 triệu đời 2010, động cơ là 1.1, số sàn 2010.
nóng quá. Ghế da hai màu nhá, bản sport nhỏ gọn cho em, số sàn 145 triệu. Điều hòa có gọi là rét run luôn. La răng thể thao phanh ABS này. Bên đây thì em cũng có một dàn xe mẹc. Xe mẹc thì cũng có 200 triệu đi được xe mẹc này. Màu đen mẹc C240 này. Mẹc C250 2010 chỉ có hơn 300 triệu một chút này. Rất là nhiều xe mẹc luôn. Ở bên đây thì có một chiếc xe Kia Morning. Bản này cũng full đồ cho em rồi, giá thấp này, 128 triệu. Thay vì đi một chiếc xe SH thì các bác hãy đi cho em một chiếc xe Kia Morning này. Ăn ít nhiên liệu này, ăn ít xăng này. Máy thì êm này, điều hòa thì mát lạnh này, 128 triệu. Bên cạnh chiếc xe Morning thì em có một chiếc Mazda 3S. Anh Đấu ơi, em xin cốc nước. Em xin cốc nước, em khát nước quá. Mazda 3S đời 2009, bản nhập khẩu này. Bản này là bản nhập khẩu số tự động 2.0, em đang bán là 295, giảm còn 285. 295 nhá, còn 285. 285 bác nào thiện chí lại bớt tiếp. Bao luôn, rút hồ sơ cửa lóc đầy đủ đây. Mazda 3S màu trắng này. Form dáng thì rất là đẹp luôn. 295 còn 285. 285 đến xem xe rồi lại giảm tiếp. Chốt là lại giảm tiếp luôn. Giảm kịch sàn luôn. Em chào bác Hùng Phạm này, chào bác Thanh Hà này. Ủa, em khát nước quá, em xin hớp nước đã. Em xin. Ủa, em uống hớp nước tăng lực thì em không thể nói được. Các bác nào xem xe, quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại bình luận cho em nào, em sẽ quay chi tiết cho khách hàng nhà mình xem. Chiếc Kia Morning màu lông chuột hôm qua mới lên sóng thì một bác ở Hải Dương nhất là cự ly, nhì là tốc độ, bác ở gần nên là bác đến bác chốt luôn rồi. Bác nào ở xa thì cũng chốt luôn cho em sẽ gửi xe lồng, cho lên xe lồng, lên xe bên thứ ba, bác sẽ chốt ship xe hộ mình nhé. Ở đây em có cho mình một chiếc Santa Fe bản Gold máy dầu. Santa Fe máy dầu đấy ạ. Bản này là bản nhập khẩu đời 2002, đăng ký lăn bánh là 2007 nhé. Số tự động đẹp cho em, Santa Fe máy dầu đây ạ. 225 triệu thôi, máy dầu mà chỉ có 225 triệu. Màn hình này, cam lùi này, cam hành trình đầy đủ cho em. Lốp thì còn rất là mới luôn, la răng thể thao to đẹp. Santa Fe Gold ạ, Santa Fe Gold máy dầu 225 triệu. Bản này máy dầu đi cực sướng cho em này. Bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Hyundai i10 bản đủ đây. Bản đồ sẽ có gì? Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này, xi nhan trên gương, la răng thể thao, phanh ABS đầy đủ cho em. i10 bản đủ đời 2014, bản nhập khẩu 1.0. Màn hình này, túi khí an toàn này, đầy đủ cho em. Giá chỉ có 225 triệu. 225 triệu cho chiếc xe Hyundai i10 bản đủ này ạ. Chào bác Đào Vũ này, chào bác Điện tử Thanh Miền này. Bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Corona Antis nồi đồng cối đá đây. Antis đời 2010 em đang bán là 395 triệu cùng phân khúc với Camry này. Thì có Antis này, siêu đi thì cực êm cho em nhé. Dù là trang bị động cơ là 2.0 nhưng mà siêu tiết kiệm cho em, không hề tốn xăng đâu ạ. AT số tự động 2010 giá bán là 395 triệu. Bên đây thì em có một siêu phẩm EcoSport nhé. EcoSport form dáng mới đời 2018 đây. Bốn mắt cảm biến va chạm phía trước đời 2018, số tự động đẹp cho em. Form dáng mới rồi. Chỉ cần mở cửa lên phát là màn hình nó sẽ báo là for. Nó sẽ báo luôn là for này. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng có nghe gọi khẩu lệnh này. Đề lổ thông minh này. Động cơ Ecotec đầy đủ cho em, siêu tiết kiệm này. Giá chào bán là 535 triệu cho chiếc xe EcoSport bản Titanium cao cấp nhất. Cửa lóc có này, xi nhan trên gương này, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. EcoSport đây ạ, bản Titanium cao cấp nhất, 530 triệu đời 2018. Xe của một bác chuyên làm về bất động sản luôn. Làm bất động sản nên là vẫn còn nhiều rất giấy tờ dự án, hợp đồng đất đai ở trên xe này. Đấy.
Đặc biệt chiếc xe này thì ngồi bên cánh cửa nào thì các bác cũng có thể tự khóa chốt cửa này, như kể cả ngồi phía sau là chốt cửa được luôn. Điều hòa lóng lạnh cho em, Eco Sport cực chất cho em, 535 triệu. Nước sơn này màu gì nhỉ? Gọi là cái màu gì? Màu mắm tôm. Màu rất là đẹp luôn, không biết gọi là cái màu gì luôn. Cốp xe để mở đây. Bên trong cốp xe vẫn còn sổ bảo hành. Vẫn còn sổ bảo hành, không biết là bảo hành về cái gì đây. À, vẫn còn bảo hành về xe các bác này. Phiếu bảo hành, sổ bảo hành về chiếc xe Eco Sport này vẫn còn nguyên. Mở cốp thì mở ngang như thế này cho em nhé. Eco Sport 2018 số tự động 1.5, 535 triệu. Ở đây thì em có cho mình một chiếc xe Ford Fiesta nữa này. Ford Fiesta đời 2011 số tự động. Em này cắt nỗ này, xe này rất là đẹp luôn, rất là xinh gái luôn, nhưng hơi vô duyên một chút này. 3 tuần rồi về vẫn chưa có nhúc nhích. Cắt nỗ luôn, cắt nỗ 295, còn 280 triệu, cắt luôn 15 triệu này. Cắt luôn 15 triệu, em biển thủ đô, sơn xi đỏ chót đẹp luôn. Đời 2011 Ford Fiesta 2011 295, còn 280 triệu, giảm luôn 15 triệu. Màn hình OLED xịn sò cho em, đầu đài hỗ trợ luôn là DVD này, sấy sưởi kính này, ghế da đẹp. Cam kết không đâm xô và không ngập nước. Hồ sơ pháp lý để đủ để điều kiện để các bác làm sang tên đổi chủ cho em. 280, cắt luôn 15 triệu rồi, cắt gần vào chân rồi. Em chào bác Nguyễn Điền này, bác Nguyễn Hải này, bác Đình Khuyên này, bác Lương Thế này. Các bác chia sẻ hộ em lên nào. Nóng quá. Tiếp theo bên đây thì em có cho mình một chiếc CDX màu bạc này. CDX màu bạc biển 28 nhé. Màu này là màu gì nhỉ? Màu xám, màu xám, không phải bạc rồi, màu xám này. CDX đời 2009 nhập khẩu số tự động. Cửa lóc đầy đủ cho em, đề lỗ thông minh. Màn hình cỡ bé, nếu như các bác chê màn hình bé thì em sẽ lên luôn cho các bác một cái màn hình cỡ lớn luôn. Giá là 248 triệu. Order chuẩn là 11. Order chuẩn là 11 vạn. 248 triệu này. Bên đây thì có Kia Carren đời 2008 nhập khẩu 7 chỗ ngồi số tự động, 285 triệu cho chiếc xe Kia Carren đây ạ. Bên đây thì em lại có cho khách hàng nhà mình một chiếc xe Ghét. Chiếc xe Ghét số tự động đời 2007 nhập khẩu nhá, số máy đi rất là êm luôn, cực đẹp cho em. Nhập khẩu động cơ là 1.4, cắt lỗ còn 188 triệu với nước sơn màu vàng zin đẹp cho em Ghét số tự động đây ạ. Ở bên đây thì lại là một em lồi đồng gối đá Antis đây. Corona Antis đời 2005, 201 giờ sảm kịch này. Cắt này cắt còn 190 triệu luôn, cắt rất là nhanh. 190 triệu cho em Corona Antis này. Bên đây một chiếc xe Ghét số tự động màu vàng này. Bên đây lại có cho em một chiếc xe Ghét số tự động nữa đây. Bản này cũng là bản nhập Hàn nhá. Vậy là hai chiếc đều là bản nhập Hàn. Chiếc kia thì đời 2007, chiếc này thì đời 2008. Giá của chiếc 2008 là 190 triệu. Số tự động đẹp cho em. Màn hình giải trí có rồi, cam 360, 1.4 nhập khẩu ạ. 180 triệu, phanh ABS chống bó cứng đủ cả 4 bánh cho em nhé. La răng thể thao đẹp luôn. 190 triệu cho chiếc xe Ghét số tự động này. Nóng quá. Ở đây thì em lại về thêm một chiếc xe Hyundai Accent một chủ đây ạ. Hyundai Accent đời 2018, đăng ký lăn bánh là 2019 ạ. Số sàn, đèn halogen siêu sáng này, đèn gầm có rồi, gương kính thì cụp chỉnh auto. Đời 2019, giá chào bán là 385 triệu. Động cơ là 1.4, bên trong thì có cho em là màn hình giải trí đầy đủ luôn. Màn hình giải trí đầy đủ luôn. Accent là thân vỏ cực kỳ chắc chắn cho em. Cam hành trình có rồi, cam lùi có, màn hình có. Để anh quạt cho. Khả Long phải thuê bác Hoàng Long lên quạt thật chứ, sắp ngất đến nơi rồi anh Long ơi. Nắng quá, đã livestream rồi, mệt rồi, xong là mạng nó cứ chập chờn. Bên đây thì em có cho mình một chiếc Vios. Đây là một chiếc Vios bản e xịn này. Đời 2009. Động cơ là 1.5, nước sơn màu đen đẹp. Đời giá chào bán là 208 triệu nhá.
là 208 triệu cho chiếc Vios màu S bản E xịn này. Túi khí an toàn đầy đủ rồi, điều hòa mát lạnh. Giờ này chỉ muốn là chui vào xe bật điều hòa thôi, chứ nóng lắm. Bên đây thì có một chiếc Zoti máy dầu 135 triệu cực to này, cho bác Ngô Tây, cho bác Lê Trường An này. Ở đây thì em có Kia Zondo. Kia Zondo máy dầu số tự động đời 2014, động cơ là 1.7 nhá, 468 triệu. Chiếc Kia Zondo máy dầu nội thất bên trong nó phải gọi là hạng sang luôn. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, ga tay tự động, đề lổ thông minh, màn hình giải trí rất là to luôn, điều hòa thì auto, sấy sưởi ghế, lấy gió trong ngoài đầy đủ cho em. Kia Zondo máy dầu giá chỉ có 468 triệu thôi ạ. Đề lổ thông minh, start top đầy đủ cho em. Quên cả chìa khóa trên xe các bác này, khóa khiển cho em nhé. 468 triệu 7 chỗ ngồi Kia Zondo, nhưng mà em nó là máy dầu, xin nhan trên gương, la răng thể thao đẹp này, đèn bi salon này, giải đèn led và có cả đèn gầm đầy đủ cho em ạ. Quên chìa khóa trên xe luôn, chắc là sáng khách xem hay là như thế nào, hay đánh xe vào quên chìa khóa này. Tiếp tục theo bên đây, trời ơi nhiều xe quá. Cờ đuôi số tự động em có này, số sàn em có này. Ở đây thì em có cho mình một chiếc Mazda Fremacy đời 2002, xe 7 chỗ ngồi, số tự động 7 chỗ ngồi với lớp sơn màu xanh, xanh cụ hồ nhà mình đây ạ. 172 triệu sơn xi rất là đẹp luôn. Em này số máy em cực luôn các bác ạ. Túi khí an toàn các bác nhìn nó thất bên trong này, rất là đẹp luôn nhé. Fremacy 172 triệu, xe đăng ký 7 chỗ ngồi, số tự động ạ. Ở bên đây thì em có cho mình một chiếc Santa Fe máy dầu. Chiếc Santa Fe kia là bản Gold chỉ có hơn 200 thôi. Còn chiếc Santa Fe này là bản đặc biệt cho em. Santa Fe bản đặc biệt, bản này là 10 túi khí, đời 2009. Giá giảm rồi nhá, giá này là giá cắt rồi đây này, cắt lỗ cho mình còn 468 triệu. Chứ thực tế em nó là 495 triệu cơ. 468 triệu đời 2009, bản đặc biệt 10 túi khí, số tự động máy dầu đây ạ. Ghế da thì đẹp xuất sắc rồi, nội thất máy móc đi thì cực ngon luôn. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng này, túi khí an toàn này, màn hình OLED nhá. Sấy sưởi kính đầy đủ cho em, số tự động đẹp 468 triệu, bảo hành bảo dưỡng cực kỳ ok cho em luôn. Xi nhan trên gương cụp chỉnh tự động như thế này, có xi nhan trên gương rồi. Và bên đây thì em lại có cho khách hàng nhà mình một chiếc xe Hyundai i10 đời 2015. Bản sedan 2 đầu 2015, giá chào bán 238 triệu. 2015 nhập khẩu 1.2 số sàn với lớp sơn màu trắng đẹp nhé. Bản 2 đầu này các bác, giật cả mình. Đi du lịch này, chạy gia đình này, chạy dịch vụ này, chạy hoa cưới hỏi đầy đủ cho em. Màu trắng đẹp 238 triệu. Bên đây thì em có một chiếc Innova. Innova biển 34 số tự động đời 2010. 7 chỗ ngồi đây, Innova về rất là nhiều. Innova 2010 số tự động, giá chào bán là 330 triệu. Túi khí an toàn đầy đủ cho em, màn hình giải trí cỡ vừa. Nếu như các bác bảo em ơi cái màn hình bé quá xem không sướng, lên cho các bác màn hình xịn luôn, lên màn hình to đẹp luôn. 330 triệu la răng thể thao, phanh ABS đầy đủ cho em, sơn xi rất là đẹp, nội thất cực kỳ sạch sẽ luôn ạ. 330 triệu này. Em chào bác Nguyễn Cẩm Tú này, chào bác Nguyễn Cúc này. Ở đây thì em lại có một chiếc Spark tập lái nữa đây. Spark tập lái 93 triệu giờ cắt luôn còn 85 triệu đây ạ. Chào bác Thơm Lê nhá, cắt luôn còn 93 còn 85 triệu thôi. Lớp sơn màu đỏ đẹp. Bên đây thì có một chiếc CDX nhập khẩu này. Đợt này em về rất là nhiều CDX nhập khẩu luôn. Đời 2009 bản nhập khẩu em đang bán là 255 triệu. Số tự động, động cơ là 1.6 ạ. Đề lổ thông minh, màn hình giải trí, la răng, thể thao đẹp, túi khí an toàn. Và bản này sẽ có cửa lóc đầy đủ cho em, ghế da hai màu đẹp căng luôn. CDX 255 triệu. Nóng quá, khách đi xem xe cũng nóng cơ. Ở đây thì là một chiếc CRV đời 2000 này à.
Một chiếc xe LV đời 2009 này em đang bán là 408 triệu. Các bác hàng đang xem cho em Lê Hương ô tô Hải Dương xin một lượt like nào, một lượt chia sẻ lên giúp em nào. Xe LV số tự động đời 2009 này 408 triệu, màn hình giải trí có rồi, đầy đủ luôn. Chào bác Liên Hồ nhé, ở đây thì có lại có Captiva này. Một chiếc Captiva 2007 này, giá chỉ có 215 triệu. Lắng quá mới dễ mua nhanh rồi về. Lắng quá khổ thân khách chị ạ. Captiva số sàn đây. 215 triệu này, báo nhanh nốt mấy dòng xe này thì em cũng xin phép em nghỉ này. Hơi mệt một chút rồi. Ở đây Mazda 3S một chủ tư nhân. Mazda 3S một chủ tư nhân đây ạ. 295 cắt luôn còn 285. Đời 2013 số tự động nước sơn màu trắng đẹp nhá. Cửa lóc này, đèn bi salon này, led định vị ban ngày, đèn gầm đầy đủ cho em. 395 triệu là giá em đã cắt rồi. Các bác nào muốn thương lượng thêm em vẫn bớt thêm cho nhanh nào. Chevrolet một chủ từ mới, em xin lỗi, Mazda 3S một chủ từ mới đây ạ. Rất là nhiều xe đẹp luôn, 395 còn 385, bao rút hồ sơ luôn. Bên đây thì em lại có cho mình một chiếc Ghét bản nhập khẩu số sàn 158 triệu đấy ạ. Ghét nhập khẩu thân vỏ cực kỳ chắc chắn này, số máy cũng ngon. Ghế da thì hai màu cho em như thế này. Màn hình thì chưa lên màn hình. Bác nào thích tặng luôn màn hình luôn, 158 triệu tặng màn hình, bao rút hồ sơ luôn. Cờ đuôi thì em có cờ đuôi số sàn đời 2011, giá là 245 triệu. Động cơ là 1.6 ạ. Biển Hải Phòng nhá, cờ đuôi số sàn này. Kia Morning thì em có một chiếc xe Kia Morning màu vàng bản nhập khẩu, số tự động đời 2010, giá chỉ có 235 triệu, 1.0 ạ. Bên đây thì có cho các bác nhà mình một chiếc Gentra. Gentra này chỉ có 136 triệu, cũng là bản sedan cực đẹp đây. Gentra 136 triệu. Màn hình giải trí có rồi, ghế da em cũng bọc lại luôn. Nội thất máy móc đi rất là êm, rất là chắc chắn luôn. Gentra 136 triệu này. Chào bác Phương Nguyễn Đức, Nguyễn Đức Phương này. Bác Kiên Trần này, bác Tề Tư ạ. Đâu không hình dung ra bác tên là như thế nào luôn. Chào bác Lan Trường này, chào bác Linh Đăng này, bác Vũ Đình Thơi và bác Ngọc Huynh nhá. Các bác chia sẻ lên giúp em nào. Chào bác Định Nguyễn này. Ở đây em có một chiếc xe Hyundai Sonata đời 2009, cũng là bản nhập khẩu nhá. Nhập khẩu thì bao giờ thân vỏ nó cũng chắc chắn này. Ây ồ, 2.0, giá chào bán 288 triệu. 288 triệu cho chiếc xe Hyundai Sonata đây ạ. Vừa rồi thì có một chiếc Chevrolet Cờ đuôi số sàn 240. Thì bên đây em cắt lỗ cho mình chiếc Chevrolet Cờ đuôi số tự động còn 268 triệu. Cờ đuôi số tự động 268 triệu đời 2011, trang bị động cơ là 1.6 ạ. Số tự động ghế da đẹp căng rồi, ghế da zin, màn hình giải trí cỡ vừa nếu như thích. Kia K3 2015 số sàn bây giờ bao nhiêu? K3 thì em chỉ có số tự động thôi anh ơi, hơn 500. Em chỉ có số tự động thôi, số sàn thì giờ. Nếu như những cái dòng xe mà đắt tiền như thế thì các bác lại không thích số sàn anh anh tơn tư te. Em không biết đọc kiểu gì luôn. Y10 ạ, xem những con Y10. Y10 thì em có đây. Y10 này, Kia, đây là một chiếc xe Kia Morning này. Hyundai Y10 đây ạ. Y10 thì em có Y10 bản đây. Một chiếc xe mới về luôn nhá. Xe rất là đẹp, em còn chưa lên video. Y10 2016 bản nhập khẩu 1.0, giá chào bán là 235 triệu. Đời 2016 biển 34 này. Fortuner thì em đang tạm hết ạ. Fortuner em đang tạm hết ạ. Y10 này anh đồ cổ này, anh gì đồ cổ nhỉ?
Anh Phượng Vũ đồ cổ nhá, một chiếc Y10 này 2016 nhập khẩu 1.0. Em đang bán là 235 triệu. K3 thì em chỉ còn số tự động thôi ạ. Màn hình giải trí có rồi, ghế da hai màu. 245 này. Ở đây thì có Y10 nhưng mà là số tự động nhá. Y10 số tự động đời 2015 nhập khẩu, em đang bán là 328 triệu. Số tự động nhập khẩu đấy ạ. Fortuner máy dầu em tạm hết ạ, Fortuner em tạm hết rồi anh ạ. Y10 số tự động đây ạ. Màn hình Bluetooth này, tổ hợp phím bấm này, đầy đủ cho em. Y10 số tự động em đang bán là 238 triệu. 5 chỗ gầm cao ạ. Đây nhá, 328 triệu 2015 nhập khẩu số tự động này. Y10 2016 nhập khẩu 235 triệu số sàn này. Y10 em có bản đủ nữa đây này. Anh Phạm, gầm cao 5 chỗ thì em chỉ còn Tucson. Tucson gầm cao 5 chỗ ngồi máy dầu, số tự động nhưng mà số tự động máy dầu 2 cầu anh Phạm này. Tucson máy dầu 2 cầu, số tự động bản lề là máy dầu cho em này. Giá là 535 triệu đời 2010 số tự động ạ. Anh Lan Trường đang muốn quan tâm chiếc xe nào ạ? Để số điện thoại thì em sẽ kết nối Zalo nhé. Còn gầm cao 5 chỗ ngồi thì em có Tucson này, đề lỗ thông minh, túi khí an toàn này, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa anh Phạm nhé. Gầm cao thì em có 5 chỗ ngồi là Tucson đây ạ. 535 triệu số tự động 2 cầu máy dầu ạ. Y10 tiếp thì bên đây em có một chiếc Y10 bản đủ này, 225 triệu đời 2014 nhập khẩu nữa đây. Y10 nữa đây, rất là nhiều Y10 nhập khẩu nhá. Y10 bản đủ này. Zoti T600 nữa đây. Zoti T600 đây. 5 chỗ ngồi gầm cao. Giá là 320 triệu thôi ạ. 320 triệu này anh Phạm này. Eco Sport đời 2016 435 triệu 1.5 số tự động đây ạ. 435 triệu đời 2016 Eco Sport đây. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Số tự động cực đẹp luôn nhá. Để lại số điện thoại cho em đi ạ. Kết nối số điện thoại cho em sẽ gửi cho mình video này, hình ảnh và chi tiết nhất này. Bên đây em lại có Y10 nữa đây. Bản này cũng là bản đủ nhập khẩu ạ. 225 triệu Y10 số sàn 1.0 này. Xin nhan trên gương, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa đây. Y10 thì em về rất là nhiều. Các bác nhìn bên trong, bác chủ này đầu tư cho em nó một cái ốp ở phần dưới của cái phần đồng hồ cũng như là tablo, là một cái màu giả vân gỗ sáng rất là đẹp. Màn hình giải trí có rồi, đề lỗ thông minh start top 225 triệu. 5 chỗ gầm cao thì em lại có Eco Sport đời 2018. Vậy là em có 4 chiếc xe gầm cao Eco Sport nhá. Và một chiếc xe Kia Zondo máy dầu, con này 7 chỗ. Gầm cao 5 chỗ ngồi đây. Xem mà. Em chào bác thành phố này. Đây nhá, Eco Sport bản này là 2018. Form dáng này là form dáng mới cho em rồi. Form dáng mới rồi đây ạ. 535 triệu đời 2018 Eco Sport bản form dáng mới này. 400 bao nhiêu tiền nhỉ? Em chào bác Trường Nguyễn này, chào bác thành phố này. Eco Sport đời 2016 nữa này. Zoti thì chỉ có 320 thôi. Em Eco này là 435 triệu này, 5 chỗ ngồi gầm cao này. Zoti T600 là bao nhiêu nhỉ? Là 320 triệu ạ. Ôi trời ơi. Em chào bác Trường Nguyễn, chào bác Nguyễn Nhàn nhá. Em chào bác Bảo An, các bác nào muốn xem xe nào thì cứ comment tên xe lên đây giúp em nào. Comment tên xe lên đây, bình luận tên xe này cho em ạ. Vios em về thêm nhiều. Y10 bản đủ, bản thiếu, số sàn, số tự động về rất là nhiều. Morning số tự động về cũng có này. Tập lái, sờ bắc số tự động cũng có luôn. 5 chỗ gầm cao thì có Tucson này, Eco Sport này, Zoti T600 này. 7 chỗ gầm cao thì em có Captiva, Santa Fe Gold, máy dầu.
CRV là 408 triệu anh Phượng Cổ nhé. 408 triệu cho chiếc xe CRV 2009. Bản đấy là của Ấn à, của gì nhỉ? Nhật Bản ạ. Xe CRV là của Nhật Bản này. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều những dòng xe ô tô. Phân khúc chỉ có từ 66 triệu là có ô tô đi này. Máy dầu này, số tự động, số sàn, máy xăng, bán tải em cũng về thêm. Những bác nào thật sự quan tâm của chiếc xe nào thì nhấc máy lên và để lại số điện thoại cho em, cũng như là gọi điện vào số điện thoại mà em đã kết nối ở trên màn hình đấy ạ. Ôi nóng quá. 5 chỗ gầm cao thì em có túc sơn nhá, 535. Eco Sport cũng vậy luôn. Eco Sport 2018 thì là hơn 500, 2016 thì hơn 400. Bán tải thì có 845 triệu này, 550 triệu này, 415, 440, rất là nhiều luôn. Khách gọi đây. Nhưng bác nào đang quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em ạ. Em nghe chị ơi. Dạ. Ý là anh đang xem xe đang cọc rồi. Nói chung là ai mà cứ làm việc nhanh gọn thì em để thôi. Chị ở đâu ạ? Dạ. Vâng vâng, thế thì để em đã em xuống live stream rồi em gửi hình ảnh cho chị nhé. Em là Lê Hương Ô tô Hải Dương chị ạ. Lê Hương Ô tô Hải Dương ạ. Bằng bên Facebook đấy ạ. Vâng vâng, ok chị. Lúc vừa nick Facebook của chị là Hà Hương đấy ạ. Dạ dạ ok ạ, dạ dạ. Ok. Zondo máy dầu 7 chỗ ngồi em còn anh ơi. 7 chỗ ngồi em còn này, để lại số điện thoại cho em này. Kia Zondo 7 chỗ ngồi, số tự động. Xin nhan gương kính cụp chỉnh điện này. La răng thể thao phanh ABS, nói chung em này là full option cho em rồi. Giá chỉ có hơn 468 triệu. Form dáng thì đẹp căng nhá các bác này, anh gì nhỉ? Anh Phạm này. Zondo là 7 chỗ ngồi anh nhá. Lộ thất bên trong đây rất là đẹp luôn. Auto tự động cho em, Eco nhá, đây là siêu tiết kiệm nhiên liệu này. Siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn ạ. Các bác nhìn cho em này. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, màn hình giải trí, túi khí an toàn đầy đủ luôn. La răng thể thao rất là đẹp luôn. Các anh muốn xem xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em nhé. Còn bây giờ thì em xin phép được xuống live thôi. Thời tiết nó nóng nó oi, em live stream hơn một tiếng em rất là mệt. Em rất là mệt luôn ạ. Anh Trường Nguyễn ơi, anh quan tâm chiếc xe nào thì để lại số điện thoại này. Một chút nữa thì em sẽ xuống live stream ngay bây giờ thôi. Vì thời tiết nó nóng quá em. Em hơi say nắng rồi. Em hơi say nắng rồi, để lại số điện thoại cho em nhé. Anh Trường Nguyễn này, bình luận lại giúp em là anh đang quan tâm mẫu xe nào giúp em nhé. Bán tải em về rất là nhiều. Vừa rồi thì có một chị khách ở Quảng Ninh điện cho em là lấy chiếc xe bán tải 440 triệu này. 440 triệu này. Em xin phép được chụp lại số điện thoại này, rất là nhiều khách hàng này là số điện thoại này. Trước khi ra live stream thì các anh hãy cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ trên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Em thì em về thêm rất là nhiều xe luôn. Mà giá nào cũng bán luôn, hậu SEA Games mà rất là nhiều xe đẹp luôn. Để lại số điện thoại cũng như là bình luận số điện thoại ở dưới đây cho em. Em sẽ kết nối Zalo và gửi cho khách hàng nhà mình những hình ảnh video chi tiết nhất nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng thân yêu của em vào buổi báo giá trực tiếp ngày mai. Vào 11:30 ngày mai thì em lại có buổi báo giá trực tiếp ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng thân yêu nhé. Em chào anh Đại Phát này. 20 năm khách hàng còn lại thì các bác mỗi lần khi ra hãy chia sẻ một nút lên cho em, lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nhé. Để ngày mai tất cả khách hàng cùng em Lê Hương Ô tô Hải Dương lại gặp nhau trong buổi báo giá trực tiếp này, sẽ cắt cũng sẽ là giảm nhiệt tình cho tất cả khách hàng nhà mình luôn. Vios Kia Morning, số sàn, số tự động,
Hyundai i10 cũng như là bán tải em về rất là nhiều, 5 chỗ gầm cao cũng nhiều nhé. Nên là các bác nào trước khi ra để chia sẻ cho em ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại nhé. Em chào anh Đại Phát nhé, vào hơi muộn rồi.